cái nhờ rồi tập phục và nghiền đầu. Và chép này, cho và chép này đúng đi to đó, có thả hiệu luôn và mấy cái này 2, 4 tiếp tục này và cái này DSC này. Alo. Đấy bạn nhìn chỗ có bê vê đậu ở sảnh ấy. Đây em ơi, tao về đây. Xịn chưa? Đúng không? Cắm thử vào đi, xem là chưa có gì nữa. Ăn tiền luôn. Ok. Xịn chưa? À để xem cái âm ly gì. Âm ly gần nguyên. Âm ly tháo xe 528 LCI 2013 F10 luôn. Tôi cũng không biết luôn này. Đó. Để xem khu vừa chép này thôi. Nó bóng như thế này.
Xịn đúng không? Xịn nó phải khác thôi. F10 lắp vào này chấm hết luôn. À, đây cho anh. Xịn sọ. À, ok. Ok.